Xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay thì mình đang có mặt tại km số 13 đường đi Thanh Thủy, Hà Giang. Đấy. Trong một bản Tày, bản này gọi là bản Xỉu, đấy, thôn Xỉu nhé. Có nhà cái chú Quyền đấy, là mà có lần trước mình đã lên khu vực này là nói là bị cụt chân đấy, thì hôm nay mình cũng vào trong nhà chú ấy, có cái lời mời của chú là chú mời vào, thì mình đã vừa nãy thì mình đã vào trong nhà rồi đấy, cùng chú rồi. Tất nhiên là bây giờ mình mới ra đây đấy, để quay lại cho các bạn xem là khu vực toàn cảnh nhà khu vực chú Quyền. Thì đây là nhà chú Quyền đấy, hôm nay thì mình vào thì cũng không có gì nhiều, thì cho chú 500.000 đấy, đã gửi cho chú đi rồi, mình đã gửi xong rồi. Thì bây giờ mình quay cái cảnh cho các bạn xem. Trưa nay thì mình sẽ ăn cơm cùng gia đình chú. Đấy, thì là chú mời ở lại ăn cơm hai anh em. Thì mình phải nhờ em Ước đưa lên thì mới biết nhà. Em Ước là biết người Tày. Đây là một mái nhà tranh của nhà chú ấy, đấy, nhà chú Quyền. Đó. Đấy. Bây giờ thì ở trong đó có món gì ăn thì các bạn cùng mình nhé. Trưa nay thì mình thôi lại xin phép các bạn là ăn trực một bữa tại nhà chủ quyền. Ở nhà của người dân tộc Tày thì lúc nào cũng phải có một cái sân như này. Đấy, nhà nào không có cái sân này thì họ sẽ có một cái lán bán ra. Đó. Là chính là để mục đích là cho phơi thóc và phơi những cái đồ. Và cái này thì là sẽ được rào kín như này, không cho gà vào đấy, khi đến mùa phơi thóc. Đó. Nhà chú Quyền thì có một cái bộ mái nhà bằng cọ rất là dày. Đấy. Theo tôi quan sát thì khoảng 3-40 phân ấy. Đấy. Lợp rất là dày, có thể là rất là mát đây. Nhà và bên cạnh nhà chú này có một cái bếp đấy, được xây riêng ra như này, xây bằng bê tông đấy, và xây nổi đổ mái lên đó, dưới gầm sàn đây. Thì tổng thể khu nhà thì rất là sạch sẽ và mình rất thích ở nhà sàn như này và mát đấy. Đây trong nhà chú Quyền đấy. Đây dưới này là bếp đó. Cái này nhà chú đan này là để bán à chú Quyền hả? À, mùa ngô là để đựng ngô à? Nhưng mà chú là tự đan à? Vợ vợ chú đan à? Thế là chú không đan được à? Thế à? Người đan này là không 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 chú không đan được mà là vợ chú đan thôi. Không biết đan. Cái này không ai biết là tưởng củ diềm. Cái này là mầm thảo quả. Vâng, mầm thảo quả. Cái này là rau sống tí chấm gì em? Chấm mẻ. Chấm mẻ. Nhà người Tày thì ai cũng có mẻ nhỉ? Gì? Đi là vào gan nhà luộc. Đi vào nhà Cái này là cá rán. Mẹ chưa mà cua lẩu mình mới mau vậy. Không mua để ăn mà mi lấy việc mi lấy và lăng nó thằng chồng chú có uống nhiều thuốc không nhỉ? Rượu gì uống được mà.
Nếu buổi trưa thì cháu không uống, chắc chỉ nhấp tí thôi, tại vì còn đi làm, không có được mùi rượu. Cái này xào lên đây nhỉ? Ừ. Ba củ cho vừa ấy. Ba cái to nhất. Ba. Cho đi luôn. Quả mùa này nó hơi già. Cái xanh cho muối. Già quá rồi. Cái già quá mà nếu như này non này. Đấy, cái này là ăn được. Ừ. Bao quanh cái ngoài ra này. Mấy cái lớp ngoài nó cứng rồi. Chú vào cái chờ chỗ này chứ đấy bệnh. Rồi nhá. Ngày xưa mới ấy tưởng họ mang củ riềng ra bán. Không phải, đây là mầm cây thảo quả. Vâng, bếp củi thì nó tốc độ không như bếp ga. Mà vịt nó chín quá ăn không ngon đâu mà. Nó phải vừa tới thôi, hồng hồng tí. Ăn tắp mới xí ghê ấy. Măng đắng mùa này chắc là hơi đắng rồi. Qua mùa nó không đắng mấy đâu. Đúng mùa rồi nó mới đắng. Mình thấy sao? Mình thấy nổi rồi.
Không cần đâu ạ. Không cần đâu. Có lòng này rồi có gan để luộc cái cho trẻ con ăn. Này nhiều món quá. Cho vào đĩa đi. Như khô cưới. Có cái gì đâu. Có mắc quả cần rau xanh không đâu mà. Rau xanh thôi. Nhiều thứ ăn quá. Trong làng ăn chỉ rau xanh không có gì. Con ngày hôm trước. Cái củ này nó ăn sống rồi à? Ừ, ăn sống rồi mà. Ừ. Làm muối ớt đấy. Ớt ngon. Như kiểu măng ấy phải không? Đấy. Mà măng ớt mà củ này thì nó theo mùa nó mới có. Mùa này là hết mùa rồi. Cung bảo ăn rồi không ăn à? Ừ. Cô ta đi tìm ra cho không ăn à? Hơi muộn tí. Đấy. Thêm một món nữa. Món này là món mầm thảo quả. Wow. Thơm phức. Đói à. Thơm. Cái miếng kia em cho vào cái gì hộ anh? Âu để lại cái miếng nửa này. Không, nhiều quá, không ăn được đâu. Cất cất đi, cất đi. Ừ, cho Âu kìa. Cứ đi bỏ Âu kìa. Ừ. Rồi, đến giờ ăn cơm rồi đấy. Đấy, cháu đi lên đây. À đây, cháu ngồi đây thì ăn được ngồi đây. Tí ước nó ngồi đây nữa. Còn thằng nữa. Thuốc này thuốc ấy rồi. Thuốc gì ăn ạ? Ăn cơm được. Thế à? Rượu. Ồ. rượu thuốc để ăn được cơm à? Về ăn cơm đi nha. Này là cá nấu mẻ. Cá nấu mẻ. Tí chấm với cả rau sống này. Mình nhiều món lắm. Măng luộc chấm mẻ thảo quả xào lòng vịt gà rang su su lòng đấy vịt đây nữa cầm lên hùng đấy cứ ngồi đây à? Ừ. Thôi em ngồi dưới anh ngồi trên đi. Dưới hay trên thì cũng thế, đấy, ngồi đây. Nó cũng ăn nhưng mà. Thật. Đủ trên thì đủ rồi. Cô đâu rồi? Ôi giời. Ôi. Cô đang cất luôn cái thớt này. Làm nhanh. Mẹ mẹ. Cái gì đây? Đấy, cho còng cho trẻ con kìa. Ôi giời. Đòi, sáng đòi lấy cái quả vải. Ừ. Đòi bằng được, hãy ổn lên với tôi. Cô ăn cơm với cô ơi. Ôi dồi ôi. Cô phùng lầm đó. Rượu này ngâm cái gì đây chú Quyền?
Thuốc ăn cơm được đó mà. Rượu thuốc để ăn được cơm à? Thuốc ăn cơm được mà. Kích thích tiêu hóa. Sợ sợ béo. Không? Xanh tóc đỏ da đấy. Không, cái này không béo được. Rượu này không béo được. Ừ. Nếu mà béo chị béo lâu hơn. Rượu này ăn thì hút sản phẩm. Vâng, vâng. Mời, mời đi ạ. Mời, vâng, vâng. Dạ vâng, vâng. Mời nhé. Ôi, cháu mời nhé. Dạ vâng. Chú này là bạn Tổng với chú ấy phải không? Gọi người Tây gọi là bạn Tổng nha. Bạn Tổng ấy. Vâng. Ăn đi. Không ăn thì làm gì? Còn không ăn không miếng nhá. Ừ. Không im nhá. Tự nhiên đấy. Dạ vâng, vâng. Cháu mời cô nhá, mời cô chú ấy. Vâng, vâng. Dạ vâng, vâng. Tự nhiên nhá, không bắt đâu nhá. Vâng, vâng. Tự nhiên, thích ăn gì ăn. Ăn cháu tự nhiên. Vâng. Không được nhá. Dạ. Ừ. Nó hết cả phần cổ. Đi.